Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác và chào quý anh chị em thân thương. Hôm nay đó TV có một cái viết, một cái bài với cái tựa đề là Cuộc đối đầu quan trọng giữa khối tự do và khối cộng sản. TV256 ngày 24 tháng 2 2019. Thì qua cái bài viết này á, thì TV muốn chia sẻ là khi mà đọc qua cái bài viết này đó, nhiều khi trong lúc mà đang đọc đó thì TV nhiều khi có thêm một cái phần bình luận của mình nha. Mình bình luận chính vào cái bài viết của mình. Tại vì nhiều điều mà TV muốn nói mà nó quá mất thời giờ để mà TV viết lên. Thì thành ra quý anh chị em có thể là lắng nghe nha. Rồi. Hội nghị thượng đỉnh Summit đó, giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đối với tôi là một cuộc đối đầu quan trọng giữa hai thế lực khối tự do đối kháng với khối cộng sản. Chúng ta thừa hiểu đối với người cộng sản, chính sách của họ là sử dụng mọi phương tiện để đạt lấy cứu cánh, trong cái ngoặc kép. Cứu cánh là mục đích cuối cùng của họ, chính là muốn tiêu diệt khối tự do để có thể đồng hóa cả thế giới đi theo con đường thế giới đại đồng dựa theo chủ thuyết của cộng sản. Hiện tại nước Việt Nam ta đã bị giặc Tàu đô hộ, bằng chứng là biên giới Việt Trung đã bị bỏ ngỏ một chiều. Giặc Tàu muốn vào nước ta lúc nào cũng được. Hàng triệu tên giặc Tàu đã có mặt trên đất nước của ta. Tiền Mao tệ đã được xài trên nước ta. Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Nha Trang, Đà Nẵng và hàng trăm cơ sở của giặc Tàu đang ở ngay trong đất nước của chúng ta, như là Formosa, Lianmen, Đông Đô, Đại Phố, .. đều nằm trong tay của giặc Tàu. Ngay cả Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang nằm trong tay của giặc Tàu. Bởi thế, bọn Bộ Chính trị mới dám nói câu phản quốc như thế này: thà mất nước còn hơn mất đảng, là Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Chưa nói đến tên thái thú Nguyễn Phú Trọng đã chấp nhận làm quân khuyển mã cho giặc Tàu. Qua việc in hình 6 sao để đón tiếp tập cận bình. Qua cuộc summit kỳ 1 được tổ chức tại Singapore, là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia cộng sản và Bắc Hàn. Trong đó có sự tham dự của 2.500 ký giả quốc tế. Nhưng trong cuộc summit kỳ 2 này, nó khác hẳn kỳ 1. Cuộc summit này đã không còn đơn thuần giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Bắc Hàn nữa, mà là sự đối đầu giữa hai khối tự do và khối cộng sản. Và con số ký giả quốc tế tham dự đã lên đến mức kinh ngạc. Cách đây 4 ngày là đã trên 3.000 người tham dự. Thì theo TV256 ước lượng là con số có thể lên tới trên 4.000 vào giờ phút chót nha. Số ký giả mà TV muốn nói là ký giả, phóng viên, rồi nhà báo, rồi các hãng thông tấn. Có lẽ mọi người đều thấy tầm mức quan trọng của nó, vì ảnh hưởng lan rộng với nhiều đến mọi quốc gia. Lẽ dĩ nhiên Tổng thống Trump có thể gọi là người đại diện cho cả khối tự do. Chủ tịch Kim chỉ là người bù nhìn đại diện cho khối cộng sản, mà chủ chốt là Trung Cộng đang đứng đằng sau lưng giật dây. Cuộc summit lại được tổ chức trên phần đất của cộng sản.
có nghĩa là vô cùng bất lợi cho Hoa Kỳ. Cái bất lợi quan trọng là Việt Nam nằm trong tay của một tên khủng bố bắt cóc người là Nguyễn Phú Trọng. Trọng đã hành xử man rợ khi đem nhân viên gián điệp của mình sang phần đất của Đức và Thái Lan để bắt cóc cho bằng được Trịnh Xuân Thanh và Trương Duy Nhất. Ở đây đó thì chỉ có nói đến hai người thôi, nhưng mà sự thật ra thì TV256 thấy có thêm nhiều người nữa, giống như là anh Lê Trí Tuệ đó. Anh Lê Trí Tuệ cũng là một thành viên trong cái nhóm mà Lao Động Việt đó. Nhóm Lao Động Việt thì có cô Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Đoàn Huy Chương và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và anh Lê Trí Tuệ. Rồi sau này có bắt thêm thầy để có thầy Thích gì quên rồi, Thích Trí Lực, rồi thêm một người nữa là Phạm Văn Viêm. Phạm Văn Viêm là một cái người mà viết cái cuốn sách gọi là Chế Độ Phát Xít. Chắc chắn tại sao Tổng thống Trump lại chọn Việt Nam để làm summit? Chắc chắn phải có lý do. Chúng ta chờ xem. Không phải Tổng thống Trump ngây thơ mà không biết rằng có rất nhiều vụ ám sát đã từng xảy ra trên khắp thế giới, như vụ ám sát Đức Giáo Hoàng John Paul II, Tổng thống Ronald Reagan, ông Abraham Lincoln cũng là Tổng thống của Hoa Kỳ, Tổng thống John F. Kennedy của Hoa Kỳ, Tổng thống Ai Cập ông Sadat, Thủ tướng Pakistan là bà Bhutto, nhà đấu tranh nhân quyền Martin Luther King của nước Mỹ đó cũng đã từng bị ám sát. Tổng thống Pháp Charles de Gaulle cũng bị ám sát. Thánh Gandhi cũng bị ám sát. Thánh Gandhi ở bên nước Anh. Đại sứ Hoa Kỳ là tại Libya là Christopher Stevens cũng bị ám sát. Tổng thống Zimbabwe là Emmerson Mnangagwa cũng ám sát, bị ám sát. Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ám sát là ông Andrei Karlov. Và chúng ta nên nhớ rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra mà chẳng ai học được chữ ngờ, dù là xác suất rất là nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra như thường, bởi vì người ta mới có người là trúng lô tô, trúng số đặc đắc. Lẽ dĩ nhiên khối cộng sản mà Tập Cận Bình cầm đầu phải tiêu diệt khối tự do bằng mọi giá, y như lời của Nguyễn Phú Trọng thôi. Phải bắt được, bằng được Trịnh Xuân Thanh, đúng không ạ? Thì cái chủ nghĩa cộng sản của nó là như thế, nó là chủ trương là áp dụng mọi phương tiện để đạt cho được cái cứu cánh của mình. Chế độ cộng sản nó kinh hoàng như vậy. Thành ra TV sẽ phải lên tiếng mỗi ngày để mà tố cáo cái chế độ cộng sản tội ác này. Khối cộng sản muốn tiêu diệt khối tự do thì phải tiêu diệt Tổng thống Trump bằng mọi giá. Nếu Tổng thống Hoa Kỳ có mệnh hệ gì, chúng sẵn sàng đổ lỗi cho thằng Việt Cộng đã làm. Vì Việt Cộng là nước chủ nhà tổ chức summit. Nhưng thật chất thằng Cộng sản lại được chỉ thị bởi thằng giặc Tàu. Nếu thiệt TV 256 hoàn toàn không có tin tưởng vào cái nước mà chủ nhà tổ chức cái summit này. Tại vì một cái nước mà nó xâm phạm quyền con người, xâm phạm hiến pháp, nó rất là thô bỉ, là nội mà cái bản hiến pháp đó mà nó dám để điều 4 hiến pháp. Người ta hiến pháp là lấy luật pháp để mà tạo cái sự công bằng, bình đẳng. Nó chêm cái điều 4 hiến pháp vô trong đó, là điều 4 hiến pháp nó là coi như là lãnh đạo cái đất nước. Trong khi biết bao nhiêu đảng phái
không có được hoạt động. Một cái bản hiến pháp mà nó, cái luật lệ mà nó không có luật lệ thì làm sao gọi là bản hiến pháp được? Nó không có công bằng. Trong khi mỗi đảng phái đều có thể tham gia tham chính, đâu phải chỉ có một mình là cái đảng cộng sản là được gọi là lãnh đạo cái đất nước. Trong khi điều 4 nó làm như vậy mà nó không có thấy xấu hổ. Cái chế độ cộng sản thường thường nó làm bất cứ những cái việc gì nó cũng không thấy xấu hổ hết. Ngay cả điều 79 là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, người ta âm mưu trong đầu thôi nó cũng bắt bỏ tù mấy chục năm rồi, làm sao mình tin tưởng được. Rồi điều 88 cũng vậy, trong khi điều 25 thì nó có quyền được tự do ngôn luận, trong khi nó nói là nó ép tội người dân là điều 88 là tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền đó là cái quyền tự do ngôn luận của người ta trong điều 25 hiến pháp. Hiến pháp là cái luật mẹ, người ta đã được quyền như vậy. Nó nói là tuyên truyền chống lại xã hội chủ nghĩa là nó bắt vô tù. Rồi nó hoàn toàn nó không có được tự do ngôn luận, mà nó nói là lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Lợi dụng làm sao được? Người dân có quyền lợi dụng cái luật pháp mà cho phép, là cái đó là cái quyền hiển nhiên, tự nhiên nó đẻ ra điều 258 lợi dụng quyền tự do dân chủ. Có đã không? Nó sẵn sàng nó làm những điều mà tồi bại nhất mà cả thế giới người ta biết chứ không phải là không biết. Bởi vì người ta mới lên tiếng gọi là chất vấn nó ở Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cả hàng trăm quốc gia rồi là đề nghị nó phải thay đổi, khuyến cáo nó phải thay đổi. Đó, cái chế độ cộng sản như vậy đó. Và nó đi bắt cóc người gọi là tự nhiên mà đem gián điệp qua bên nước người ta bắt cóc tự nhiên à. Vậy thử hỏi làm sao mình tin tưởng được nó. Mà ngày hôm nay mình thấy ông Tổng thống Trump dám bước chân đến Việt Nam để mà làm một cái summit với ông chủ tịch Kim, thì mình thấy tổng thống, mình nghĩ rằng là tổng thống cũng hiểu chứ không phải là không hiểu đâu, hiểu cái chế độ cộng sản này nó tàn độc như vậy và nó dối trá và nó bịp bợm mọi người như vậy, nó không có tuân theo luật lệ gì hết á, hiểu không? Rồi. Nếu Tổng thống Hoa Kỳ có mệnh hệ gì, chúng là Trung Cộng đó, sẵn sàng đổ lỗi cho thằng Việt Cộng làm, vì Việt Cộng là nước chủ nhà tổ chức summit. Nhưng thật chất thằng Việt Cộng lại được chỉ thị bởi thằng giặc Tàu. Nên nhớ thằng giặc Tàu là thằng có rất nhiều kinh nghiệm nghiên cứu sử dụng độc dược nhiều nhất trên thế giới. Bởi vì chẳng lạ gì mỗi ngày có trên 315 người Việt Nam phải bị chết vì bệnh ung thư. Và tại sao Trần Đại Quang lại bị nhiễm virus hiếm và chết như vậy? Tất cả là do mưu kế, âm mưu là kế bẩn của giặc Tàu. Chúng sẵn sàng áp dụng mọi phương tiện để đạt mục đích làm giàu trên xương máu của người Việt Nam. Chúng có thể bắt tay với một nhóm người trong đảng Dân Chủ Thổ Tả của Hoa Kỳ. TV không nói vơ đắm cả tất cả những người theo đảng Dân Chủ, nhưng mà chỉ có nói là cái Dân Chủ mà Thổ Tả thôi. Dân Chủ Thổ Tả là họ đưa ra những cái tin mà fake news rồi này nọ để mà tìm mọi cách để chống bán Tổng thống Trump. Mà Tổng thống Trump thì TV nhận xét đây là một tổng thống yêu nước. Mà ông không có tội gì hết á. Nên Tổng thống Trump không thể dễ đề phòng những thức ăn, nước uống bị nhiễm độc mà chính Hoa Kỳ đã mang theo. TV nhớ nhắc rồi đó. Chỉ nhắc nhở Tổng thống Trump thôi. TV biết là mình nhắc nhở cũng thừa thôi. TV biết mà Hoa Kỳ là chuẩn bị đủ thứ hết á, nhưng mà nhiều khi có nội gián nằm ở trong phái đoàn đó, họ có thể làm những cái điều mà xấu xa, làm theo cái chỉ thị của Đảng Cộng sản. Tại vì
Đảng Dân Chủ rất là thân thiện với Đảng Cộng sản Tàu, rất là thân thiện, và tôi biết được điều đó. Những thời mà Clinton, rồi thời mà Obama thì rất là thân thiện với Việt Nam, với Trung Cộng, với Việt Cộng và Trung Cộng, rất là thân thiện. À, chúng có thể câu đại pháo vào nơi đang hội họp, dù là một phần triệu đi, nhưng mà vẫn có thể xảy ra đối với cái nước cộng sản. Cái cộng sản nó vô luật pháp, nó lưu manh lắm, rồi nó làm rồi nó đổ tội cho người khác. Chúng có thể áp dụng biển người để tấn công vào chỗ họp hòng để đạt được mục đích cuối cùng của chúng, mà chúng vẫn được gọi là vô can với con mắt của quốc tế, vì chúng không trực tiếp nhúng tay vào. Thằng Trung Cộng nó đứng sau lưng, nó đâu có tội giả gì nhúng tay vào, nó để thằng Việt Cộng làm thôi. Rồi sau này Việt Cộng cũng là quốc gia của nó, cũng trở thành một tỉnh bang của nó, nó tội gì nó phải nhúng tay vào. Nhưng mà nó đằng sau lưng mình không biết thôi. Tội lỗi người ta nhìn thấy là ở nước chủ nhà không à, là của thằng Việt Cộng. Gọi là áp dụng chiến thuật ném đá dấu tay của Trung Cộng đó, nếu có sự việc xảy ra. Phải công nhận Tổng thống Trump là một tay anh hùng, có đủ tài trí, không sợ vào hang cọp để bắt cọp con. Bắt cọp con ở đây tác giả có ý nói đến hai con cọp con là Việt Cộng và Bắc Hàn, để đem về nhà thuần phục, giáo huấn nó, giáo hóa đó, để chúng nhập vào với khối tự do. Ở đời vỏ quýt dày thường gặp móng tay nhọn trong cái mặt kép. Cao nhân tất hữu cao nhân trị, cũng trong cái mặt kép. Người tài thì sẽ có người tài giỏi hơn. Cái ý của TV 256 là vậy. Nhưng mà nên nhớ là người tính đó không có bằng trời tính đâu. Thiên cơ bất khả lậu, chẳng ai có thể học được chữ ngờ. Ai là vỏ quýt dày đây? Ai là móng tay nhọn mà hỏi. Chúng ta hãy cố gắng chờ xem vài ngày nữa. Đó, thành ra TV 256 đưa cái hình đây cùng ông Kim Jong Un nè. Thì phần nửa mặt là Kim Jong Un, thì phần nửa mặt đó là Tập Cận Bình nha. Thì Tập Cận Bình đằng sau đó. Nhưng mà TV 256 không biết phải suy nghĩ như thế nào. Thành ra TV 256 coi như là có hai cái bộ mặt của ông Kim và Tập Cận Bình đằng sau, là đại diện cho cái khối cộng sản đối kháng với đại diện cho các quốc gia theo cái thể chế tự do dân chủ, là ông Trump, Donald Trump. Và sau đây TV 256 mới viết ra những cái status, thì mong là quý anh chị em thưởng thức một chút xíu nha. Là trước cái cuộc mà xuống đường sắp tới, thì TV 256 có nhiều cái status này đề nghị quý anh chị em đọc thôi. Thì TV muốn đọc ra ha. Dân hãy nghe anh Benny Trương. TV rất quý mến ông Benny Trương, thành ra TV đem cái câu của anh là đổ xuống đường là quốc lộ 1A đó, để ngăn chặn con đường tiếp tế của giặc Tàu và bọn Việt Cộng phản quốc chạy theo giặc. TV nói rõ ràng, TV đã chứng minh quá nhiều mà không có ai có thể phản biện được cái hành động mà phản quốc của Việt Cộng. Rồi bây giờ TV viết thêm một cái status nữa. Hãy xuống đường hô to khẩu hiệu Freedom for Vietnam, Human Rights for Vietnam, Democracy for Vietnam, Communist Chinese get out.
là Communist Chinese là giặc tàu, giặc cộng sản, giặc tàu cộng sản đó. Chứ TV không nói đến tất cả các người tàu nha. Còn freedom là tự do, còn human right là nhân quyền cho Việt Nam, còn cái này là democracy là dân chủ cho Việt Nam. Quý anh chị em ráng đọc mấy cái phần này nha. Niềm mơ ước của tôi thành sự thật khi tôi bầu cho Tổng thống Trump, vì tôi biết ông ta sẽ làm chất xúc tác để giải phóng dân tôi khỏi ách nô lệ cộng sản. Khi xưa đó, TV256 có viết một cái bài phản đối ông Obama. TV rất là tức giận vì ông Obama, ông cũng qua Việt Nam mà TV khen ông là ông đưa cái bài thơ của Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, tuyệt nhiên định phận bể thiên thư đó. Thì nói thiệt, TV thích cái bài thơ đó và TV biết ổng có cái ý như vậy. Nhưng mà rốt cuộc TV phải viết bài chỉ trích ổng là ông rất là hèn, ông rất là hèn ông Obama. Người Mỹ đó, TV biết được cái phong tục tập quán của người Mỹ. Người Mỹ đó, khi mà họ thấy sai là họ dám lên tiếng. Họ không có hèn như Obama. Khi mà Obama đó gọi là xin được tiếp, cũng như là muốn tiếp đến những nhà đấu tranh đó, là có 16 người để mà có thể gặp mặt Obama. Rốt cuộc cộng sản nó không có cho đi. Nó chặn cửa nhà người ta hết, nó không cho đi. Rốt cuộc chỉ có 3 người làm kiển thôi, mà trong đó có cô ca sĩ mà Mai Khôi đó, mà cô một ca sĩ lại hát bài mà bác Hồ Chí Minh đó, rồi ăn mừng, hát ăn mừng chiến thắng ngày 30 tháng 4. Câu sĩ đó, ca sĩ đó, ca sĩ gì, ca sĩ mình thấy nó có cái sự mà nham nhở trong đó. thành ra đưa ra những cái người cũng như là người của nó thôi, đúng không, để mà tiếp Tổng thống Obama. Mà Obama không dám nói một lời nào, không có dám nói rồi là mình lên tiếng. Tại sao tôi mời tất cả là mời 16 người như vậy mà rốt cuộc đưa lại có 3-4 người à? Làm sao mà mình chấp nhận được? Mình mà ông Obama ông nói rằng là các bạn Việt Nam ơi, các bạn hãy đứng trên cái đôi chân của các bạn đi. Nói thật, mấy chục năm nay tôi biết rồi, cái dân của tôi á không thể nào đứng bằng cái đôi chân của chính mình nổi, nếu mà không có chất xúc tác. Tôi hiểu như vậy. Anh là tổng thống, anh có thấy điều sai anh phải lên tiếng. Anh có thấy cộng sản nó không có cho anh gặp mặt những người đó, anh phải lên tiếng phản đối nó. Chứ không phải anh cúi đầu. Chúng tôi không cần anh phải đem quân qua, chúng tôi không cần người Mỹ phải đem quân qua Việt Nam, nhưng mà chúng tôi cần người Mỹ nói lên cái điều mà sai trái, mình dám nói lên những điều sai trái. Cái đó tôi mới cần. Chứ tôi không cần người Mỹ đem quân qua. Nhưng mà nó là một cái chất xúc tác để mà toàn dân tôi đứng lên. Ngay cả cá nhân TV không cần ông Tổng thống Trump phải mang quân qua, nhưng mà TV phải hành động, phải giống như ông Tổng thống Trump, can đảm nói lên những cái gì mà mình dám nói, mình nghĩ đúng, mình cứ nói đúng, đừng có sợ. Tại sao mà Obama phải hèn nhát như vậy? Cứ bắt người dân phải đứng trên đôi chân của mình. Tôi vì đồng ý điều đó, người dân Việt Nam cần phải đứng trên với đôi bàn chân của mình. Nhưng mà trước một cái chế độ nó vô cùng độc ác, hễ ai đứng lên là nó bắt bỏ tù, ai đứng lên là nó đánh đập. Chẳng những cái đánh đập, nó còn cắt đi cái việc làm của người ta nữa. Nó có thể nó nói chuyện với người chủ để mà sa thải người ta, không cho người ta mướn nhà ở nữa. Cái chế độ nó vô cùng tàn độc luôn. Thành ra người dân làm mọi cách cũng không thể nào mà đứng lên
đôi bàn chân của mình được. Chỉ có từ chết đến bị thương, bao nhiêu người chết về nước để mà giải phóng đất nước rồi. Từ ông Vàng Cơ Minh rồi đến anh hùng Trần Văn Bá, biết bao nhiêu người đã bị nó xử tử rồi. Đâu phải là người dân tôi không đứng lên đâu, mà bao nhiêu người đứng lên là nó tiêu diệt bấy nhiêu. Tại vì nó tàn ác vô song. Đến nỗi bây giờ đó, cả tất cả người yêu nước đều bị bắt bỏ trong tù. Nó có thể nó làm hành động mà vô lương tâm như vậy. Cái chế độ cộng sản nó vô lương tâm như vậy. Những người yêu nước mà anh bắt vô tù thì chứng tỏ anh là người phản quốc. Đơn giản như vậy thôi. Mà nó vẫn làm được. Nó vẫn làm được. Nó vẫn gọi là xuất khẩu lao động, xuất khẩu hàng trăm ngàn cô dâu ra khỏi nước ngoài mà nó cấm, không có thấy nhục nhã. Nó khổ cái chủ nghĩa cộng sản nó ghê gớm như vậy. Nó xuất khẩu hàng triệu thanh niên ra khỏi nước nhà mà nó cho rằng đó là hãnh diện đó, mà làm những công việc rồi là nô lệ nơi xứ người thôi. Nó không có tạo được cái công ăn việc làm cho người dân. Nó làm tất cả mọi thứ đều là dân oan đó. Đến nỗi hạt lúa cũng là hạt lúa oan. Hạt lúa oan là người dân, hạt lúa là nó sinh trưởng, nó làm cho người dân rồi là không có nghèo đói, mà rốt cuộc hạt lúa nó sinh trưởng sản xuất càng nhiều á thì người dân lại bán không được, nó xuống giá người dân phải đổ. Có phải là hạt lúa bị oan không? Rồi không phải lúa không, mà là hộp cà phê cũng bị oan, hạt tiêu cũng bị oan, rồi trái thanh long cũng bị oan nữa. Sản xuất càng nhiều càng đổ bỏ thôi, là tại vì nó không biết quản trị, nó không biết thu mua để mà làm giàu cho người dân. Người làm nhà cầm quyền họ có tiền bạc, họ có thể xây được cái kho chứa thóc, họ xây được nơi mà để mà làm cải kinh chi đó, cũng bị gọi là oan nữa. Sản xuất nhiều là không có ai dùng rồi phải chặt rồi phải bỏ thôi. Tất cả đều oan, dân oan cũng có, hàm oan cũng có, cái gì cũng có, oan ức. Làm sao chịu nổi được. Thành ra đó, ngày hôm nay TV đã, Thai 56 đã tìm được một cái người mà có thể làm cái chất xúc tác, là những người giống như Tổng thống Trump, để mà cho toàn dân đứng lên. Toàn dân sẽ đứng lên bằng được đôi chân của chính mình là ngay giờ phút này đây. Và TV 256 tin tưởng điều đó. Một cái tổng thống mà mình đại diện cho một cái khối tự do mà mình hèn nhát như vậy, rồi làm sao người dân Việt có thể đứng lên được? Người dân Việt nó có thể nó đứng lên, nhưng mà càng đứng lên là nó tiêu diệt hết bấy nhiêu. Nó có súng và nó rất là tàn ác, nó rất là thủ đoạn. Nó không phải giống như nước Venezuela đâu. Venezuela còn hiền đó, còn nó tàn độc vô song luôn. Bởi vì người thanh niên á là bị đì gọi là tối đa luôn. Chỉ có người phụ nữ bà già mới xuống đường được thôi. Cái đất nước mình như vậy đó, mình hiểu như vậy đó. Chứ không phải là người ta không muốn đứng lên đâu. Và tới hồi khi có điều kiện, người ta sẵn sàng người ta đứng lên, giống như ngày mà 10 tháng 6 2018 vừa qua mà mình thấy. Đến cái lúc mà người ta sẽ đứng lên. Và ngày hôm nay TV nghĩ sẽ đứng lên mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Tôi đã đếm 27 lần trong bài diễn văn của Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania tại Florida đã lên án chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Quý anh chị em nên nhớ là 27 lần nữa nha. 27 lần Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân đã nói đến chủ nghĩa cộng xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đây là sự thật. Đây là bằng chứng trong cái bài diễn văn rõ ràng. TV
TV không có thêm bớt đâu. TV đếm ra 27 lần thì TV nói như vậy. Tổng thống Trump đã thực hiện xong trách nhiệm của mình. Đó là cái điều mà TV256 đòi hỏi, chỉ nhiêu đó thôi. Mình thấy những cái việc sai quấy của cái chủ nghĩa cộng sản, của cái chủ nghĩa xã hội, mình sẵn sàng mình lên tiếng. Một tổng thống mà hèn nhát không dám nói như vậy thì làm sao mà trong khi chế độ nó quá ác, người dân không thể nào đứng bằng đôi chân của mình được nếu mà không có những cái chất xúc tác như vậy. Chính những cái xúc tác như vậy đó nó mới làm thay đổi cái tư duy của con người, mới mang lại cái sức mạnh cho con người. Và mình biết mình đứng lên, nước quốc gia Mỹ chỉ cần hỗ trợ bằng cái tiếng nói thôi cũng đủ rồi, mình cũng đủ thành công rồi. Còn trong khi mình đứng lên mà một cái Obama, một Clinton chưa bao giờ mà dám nói như vậy, rồi làm sao người dân đứng lên được? Tổng thống Trump đã thực hiện xong trách nhiệm của mình. Bây giờ đây là thời điểm các bạn ở Việt Nam phải thực hiện cái trách nhiệm của các bạn. Đó, TV256 lên tiếng như vậy. Các bạn muốn thoát ách cộng sản ư? Đây là cơ hội tốt nhất cho các bạn. Xuống đường đòi hỏi nguyện vọng của mình, vì có trên 3.500 ký giả quốc tế ở Việt Nam cho cái kỳ summit lần thứ hai này. Đó là con số 3.500 là nằm ở trong tờ báo của hãng thông tấn TASS. Thì theo tôi hiểu là của thông tấn TASS là của hãng thông tấn ở bên Nga, là cách đây 4 ngày. Nhưng mà theo ước lượng của TV256 thì đến cái ngày mà summit thì sẽ có cỡ khoảng trên 4.000 chứ không dưới đâu. Trên 4.000 ký giả quốc tế ở Việt Nam. Trong khi đó thì ở Singapore chỉ có 2.500 thôi. Mà bây giờ cái con số nó lên khủng khiếp, là mình chứng tỏ cái summit này nó vô cùng quan trọng. Là nó là một cái sự đối đầu giữa hai khối, khối tự do và khối cộng sản. Chứ không phải đơn thuần là chỉ có hai người lãnh đạo là chỉ có ông Kim và ông Trump đâu. Cái kỳ 1 thì nó đúng, kỳ 1 thì giữa hai nhà lãnh đạo thì đúng, nhưng mà kỳ 2 này đó TV thấy là TV thấy ở bên trong của nó, sâu xa của nó, nhìn mà sâu xa hơn nữa thì mình thấy là vừa sự đối đầu giữa hai khối khối tự do và khối cộng sản. Thì TV đặt ra như vậy. Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho bộ đội công an thực hiện một cuộc đảo chánh, truất phế chế độ cộng sản, đi theo ý nguyện của toàn dân. Quý anh chị em bộ đội công an, hãy nhớ lấy, đây là cơ hội cho các anh để mà chuộc lại lỗi lầm. Người dân tha thứ rất là dễ dàng. Mình, các anh nhìn qua bên nước Venezuela đi, cái ông Juan Guaido đó, ông sẵn sàng tha thứ đó. Ông là một người tổng thống mà thực thụ đó, theo hiến pháp đó. Đồng ý là người ta gọi là tổng thống lâm thời thôi, nhưng mà ông dựa theo hiến pháp để mà truất phế một cái người mà cầm quyền đó vi phạm vào cái nhân quyền, vi phạm vào cái điều 350 mà chúng ta biết đấy, 350 đó là trong cái điều đó là phải truất phế những cái tổng thống mà vi phạm nhân quyền như vậy. Thực hiện một cuộc đảo chánh, truất phế chế độ cộng sản theo ý nguyện của toàn dân. Các anh còn chờ đợi gì nữa? Đất nước khổ quá rồi, chứ đâu phải rằng là đất nước không có so sánh gì với cái thế giới tự do đó. Không? Đã cái lợi tức của đầu người đó, mỗi người dân
một năm chỉ có 2.500, làm sao mà bằng Thái Lan, làm sao mà bằng các quốc gia khác được? Có 2.500 đô la làm sao mà vẫn sống? Mà đó là chưa nói đến cái mà giữa cái người giàu và người nghèo nhất ấy, cái khoảng cách nó xa thật xa vậy đó. Thành ra đó, nếu mà cái mà người nông dân của mình nhiều nữa, người nông dân toàn là bị khổ không à. Mà cái chế độ mà này nó lưu manh như vậy đó, nó nói là nó đại diện cho giai cấp nông nhân với công nhân, mà bây giờ hai cái giai cấp công nhân nông dân đó là cái thành phần mà khổ nhất, khổ sở nhất của đất nước, nghèo đói nhất của đất nước. Cái chế độ nó toàn là láo. Tại sao các anh vẫn tiếp tục đi theo để mà bảo vệ nó vậy? Phải không? Đây là cái thời cơ để các anh cái thực hiện cái điều ước muốn của người dân. Đây cũng là một cơ hội tốt nhất cho các bạn đang nằm trong nguồn máy cai trị, là hãy đứng về phía dân để đối đầu với một chế độ phản quốc. Mà chế độ phản quốc là TV đã nói nhiều rồi. Nó phản quốc từ lúc mà nó dạy con em là phải tôn thờ cái tên gián điệp Hồ Chí Minh. Rồi nó lại dạy con em lại phải xuống đường mỗi khi mà có trận bóng đá mà Việt Nam thắng đó, để mà suy tôn cái lá cờ Phúc Kiến, cái lá cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến. Quý anh chị em phải biết điều đó. Và đó nó là sự thật mà TV256 đã chứng minh quá nhiều lần luôn. Người dân Venezuela đã xuống đường hàng triệu người để chống tên độc tài cộng sản Maduro. Qua những hình ảnh chúng ta thấy hàng triệu người là có thật chứ không phải là không. Dân tộc Việt Nam cũng làm được như thế. Nếu các bạn đừng có sợ, đừng có sợ. Mỗi người Việt Nam đều phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Đừng có sợ quý anh chị em. Hãy xuống đường đi để đòi lấy những cái gì mà mình đã mất. Với sự quyết tâm của các bạn phải xuống đường để chấm dứt chủ nghĩa mặc kệ nó. Cái chủ nghĩa mặc kệ nó mà cái người cộng sản đã dạy cho con em của chúng ta. Thì ngày hôm nay là cái ngày chúng ta phải chấm dứt cái chủ nghĩa mặc kệ nó. Chúng ta phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau để bảo vệ cho một cái nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, phú cường. Các bạn hãy dẹp bỏ chuyện riêng tư, xuống đường cùng toàn dân. Các bạn chắc chắn sẽ lật được qua trang sử mới, là cái trang sử phục hưng đất nước. Tại vì không thể nào mà chúng ta mà phục hưng đất nước được với một cái chế độ mà tham nhũng là quốc nạn được. Cái chế độ độc tài độc đảng thì tự nhiên nó gây ra tham nhũng là quốc nạn, tại vì không có ai kiểm soát nó được. Nó đơn giản như thế. Chính vì vậy mà các quốc gia dân chủ khác người ta mới giàu có, mà trong khi nước mình không bao giờ ngóc đầu nổi, chỉ có 2.500 đô la một năm mà sống cái gì, mà khoảng cách giàu nghèo nó quá xa luôn. Thành ra đó, một người Việt Nam mà nếu mà trung bình đó, mà ở dưới mà giàu nghèo á, có thể chỉ có vài trăm đô la một tháng thôi, không tới 1.000 đô la một tháng nữa, chứ đừng có nói. Trong khi nước người ta vượt bậc giống như là bên Singapore lên bây giờ tới 60-70.000 một năm á, Singapore đó, mình 2.500 à, mà mình nó phát triển cái gì? 2.500 đô la phát triển cái gì? Đừng có thấy nhà lầu xe hơi như vậy là nghĩ là phát triển. Nhà lầu xe hơi nó chỉ cung phụng cho cái thành phần mà giàu có đảng viên thôi, chứ không phải tới tay của người dân đâu.
Người dân mà làm việc mà 2.500 một năm rồi lấy gì mua xe hơi, lấy gì mua nhà, bạn mất bao nhiêu năm mới mua nhà. Trong khi TV256 đó, cái chỉ nếu mà chịu khó là vài năm ở bên sống lên nước này, Mỹ là đã mua nhà rồi. 3-4 năm mà hai vợ chồng dành dụm đó hết là cũng có thể mua nhà được rồi. Mua nhà trả góp cũng là nhà thôi, phải không? Một căn nhà mà thí dụ mình mua nhà mà 100 ngàn thì nó bắt mình đóng có thể là 5%, bắt đóng 5 ngàn thôi, 5 ngàn thì hai chồng làm vài năm là có rồi, là mua được cái căn nhà 100 ngàn rồi. Còn nếu mình muốn mà nhà rẻ rẻ nữa thì mình mua nhà 50 ngàn thôi, mình đóng 2.500 thôi, thí dụ vậy, mình cũng mua được cái nhà rồi. Chứ đâu phải mà sống mà khổ sở như cái đất nước này, không bao giờ mà mình có thể mình sở hữu được một chiếc xe hơi để mình sở hữu được một cái căn nhà. Thành ra quý anh chị em phải đứng lên, chỉ còn cái cách đó thôi, không có cách nào khác đâu. Tôi đề nghị các bạn hãy giơ cao biểu ngữ "We want regime change in Vietnam", chúng tôi muốn có cái sự thay đổi chế độ ở Việt Nam. Các bạn viết cái chữ này đi. Tôi mới nghĩ là nó không có làm cái gì mình được, viết tiếng Anh mà làm sao nó biết là cái gì. Nhưng mà cái câu biểu ngữ này nó làm cho cả thế giới chú ý. Cái câu biểu ngữ này TV thấy cái tầm quan trọng của nó thì TV cần phải cho quý anh chị em viết lên cái câu biểu ngữ này: "We want regime change in Vietnam", là có nghĩa là chúng tôi muốn thay đổi chế độ ở Việt Nam. Đơn giản thôi. Cái đó là cái mục đích đấu tranh của mình. Mục đích của đấu tranh của mình là để thay đổi cái chế độ. Cái chế độ này nó quá tàn ác với cái dân tộc Việt Nam rồi, không thể sửa đổi được đâu quý anh chị em. Không thể sửa đổi được đâu, mấy chục năm rồi nó còn vẫn vậy. Miệng thì nó nói thay đổi, nó chỉ thay đổi rồi là kinh tế thị trường thôi. Ngoài ra nó không bao giờ nó thay đổi mà chính trị đâu. Nó nhất quyết là giành giữ cái quyền hành tuyệt đối bằng mọi giá thôi. Nó kể cả giá bán nước. Thành ra nó nói là đừng bao giờ để mất đảng hết, thà là mất nước chứ đừng có để mất đảng. Cái chế độ nó phản quốc như vậy đó. Tại sao quý anh chị em chịu đựng nổi? TV không hiểu. TV256 hoàn toàn không hiểu. Tại sao quý anh chị em chịu đựng nổi như vậy? Dạ. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe nha. TV nghĩ đây là cũng tạm đủ để chấm dứt cái chương trình này nha. Dạ, chào quý anh chị em.